Đã đến với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn khi mà một cái máy lạnh mà chúng ta lắp cho hai phòng nhé các bạn. Rất là nhiều ý kiến của mọi người và các bạn tìm kiếm trên các cái diễn đàn đó, mình cũng tìm kiếm rất là nhiều luôn. Thì rất là nhiều lời khuyên là chúng ta không nên lắp một cái máy lạnh gì. Các bạn thấy cái máy lạnh như thế này chúng ta không nên lắp cho hai phòng. Tại vì thiết kế của người ta là lắp để giữa phòng nó mát đều các bạn. Và chúng ta nếu mà lắp cho hai phòng như vậy, nếu mà để bình thường thì nó chỉ mát có một phòng các bạn. Mình mới đầu mình lắp vậy thì nó chỉ mát cái phòng bên đây thôi, cái phòng phía bên mình đang đứng này. Còn một cái phòng bờ bên kia nữa là đây, còn phòng bờ bên kia nữa. Thì mới lúc đầu thì nó nóng lắm nha các bạn. Còn bây giờ mình đã chỉnh lại cho nó mát rồi. Thì đây, mình hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn luôn, là các bạn có nhiều bạn không biết á, thì các bạn làm theo coi nó được mát hai phòng như mình thôi nha. Các bạn thấy bên trong nè, các bạn thấy bên trong có các cái cánh đảo gió nè các bạn thấy không. Thường á thì các bạn sẽ thấy là những cái cánh đảo gió này các bạn, nó sẽ nằm chẳng hạn như phía bên đây thì nó sẽ nằm qua một bên đây nè đó, hoặc là nó nằm ngay chính giữa đó. Nếu mà cái phòng nào mà không mát á, thì các bạn cứ đẩy hết về phòng bên kia. Đây cái cánh đảo gió này nha các bạn, ba cánh luôn nha, cánh này nè, cánh giữa này, cánh bên kia luôn. Thì chúng ta đẩy hết về bên kia thì nó sẽ đây cái luồng gió này nó sẽ thổi về bên kia nha các bạn. Đó, thì nó sẽ lạnh cho hai bên đều luôn. Bây giờ là nó hai bên nó đều hết rồi cho nên mình chia sẻ cho các bạn. Chứ lúc đầu lắp á thì mình còn tính khoét cái lỗ tường này nó còn bự ra nữa nè. Đang cho nó mát đều hai bên. Tại vì cái lúc mà lắp cái máy lạnh này cho cái nhà dưới của mình đó là cái tường này nè, cái vách tường nó không phải là một lỗ như gì mà mình chừa cái lỗ dài ra luôn. Cho nên là lúc đó thì nó mát đều. Còn đưa lên đây thì nó chỉ mát có một phòng ở đây. Đó, thì mình mới hỏi anh thợ, thì mới đầu anh thợ anh chỉ á, anh thợ anh chỉ là bật cái cánh đảo gió về phía bên kia, thì mình mới đầu mình bật có hai cái à, bật cánh giữa với cánh bên kia về bên kia rồi nó vẫn nóng nha các bạn. Xong rồi mình bật cái cánh này về hướng bên đây nó vẫn nóng. Thì bây giờ mình đã bật hết ba cánh đảo gió nên mình đẩy về hướng bên kia hết. Đây các bạn này, các bạn nhìn những cái cánh đảo gió này, các bạn đẩy về hướng bên kia hết đó. Thí dụ như các bạn lắp mà cái phòng bên đây mà nó mát, phòng bên kia không mát thì các bạn đẩy về hướng bên kia nhé. Còn cái phòng bên kia nó mát mà phòng bên đây nó không mát thì bạn đẩy về hết hướng bên đây. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi bạn. Rồi các bạn xem, các bạn thấy hay các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Rồi, video này thì mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào các bạn nhé.